Xin chào các bạn, hôm nay thì chúng ta sẽ học tên tiếng Trung của 63 tỉnh thành Việt Nam à, Tiếng Trung phiên âm tiếng Việt <laughs> Hỡ nay Sự, thành phố Hà Nội Hải phòng Sự, thành phố Hải Phòng Bày Ninh Sơn, tỉnh Bắc Ninh Bày Chiang Sơn, tỉnh Bắc Giang Hỡ Si Sơn, tỉnh Hà Tây Bày Can Sơn, tỉnh Bắc Cạn Lạng San Sơn tỉnh Lạng Sơn. Lạng San Sơn tỉnh Lạng Sơn. Cao Phiến Sơn tỉnh Cao Bằng. Hứa Giang Sơn tỉnh Hà Giang. Lào Gia Sơn tỉnh Lào Cai. Lại Châu Sơn tỉnh Lai Châu. Xuyên Quang Sơn tỉnh Tuyên Quang. An Phây Sơn tỉnh Yên Bái. Thái Yuan Sơn tỉnh Thái Nguyên. Phú sâu sần tỉnh phú thọ san lua sần tỉnh sơn la dùng phú sần tỉnh vĩnh phúc quảng ninh sần tỉnh quảng ninh hải Dương sần tỉnh hải dương xin an sần tỉnh hưng yên Hòa Bình sần tỉnh hòa bình hứa Nam sần tỉnh hà nam Thái Bình Sơn tỉnh Thái Bình, Ninh Bình Sơn tỉnh Ninh Bình, Nam Định Sơn tỉnh Nam Định, Trinh Hoa Sơn tỉnh Thanh Hóa, Y An Sơn tỉnh Nghệ An. Y An là Nghệ An. Hứa Chiên Sơn tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình Sơn tỉnh Quảng Bình, Quảng Trư Sơn tỉnh Quảng Trị, Xiên cảng sư thành phố Đà Nẵng. Xiên cảng. Hồ Chí Minh sư thành phố Hồ Chí Minh. Xuân Hoa Sơn tỉnh Thừa Thiên Huế. Quảng Nam Sơn tỉnh Quảng Nam. Quảng Y Sơn tỉnh Quảng Ngãi. Khun Sung Sơn tỉnh Kum Tum. Bình Tinh Sĩnh tỉnh Bình Định. Gia Lai Sơn tỉnh Gia Lai, Phú An Sơn tỉnh Phú Yên, Tua Lơ Sơn tỉnh Đắk Lắc, Tớ Nũng Sơn tỉnh Đắk Nông, Trinh Hứa Sơn tỉnh Khánh Hòa, Ninh Xuân Sơn tỉnh Ninh Thuận, Lín Thống Sơn tỉnh Lâm Đồng, Bình Phú Sơn tỉnh Bình Phước, Bình Xuân Sơn tỉnh Bình Thuận, Hồng Nai sơn tỉnh Đồng Nai, Si Ninh sơn tỉnh Tây Ninh, Bình Dương sơn tỉnh Bình Dương, Ba Tị Thấu Tuân sơn tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, Lũng An sơn tỉnh Long An, Thống Thá sơn tỉnh Đồng Tháp, Chiến Giang sơn tỉnh Tiền Giang. An Giang sởng, tỉnh An Giang, Gian Giang Giang Sơn tỉnh Kiên Giang, Yung Long tỉnh Vĩnh Long, pin Trư Sơn tỉnh Bến Tre. Cha Rống Sơn tỉnh Trà Vinh, Chín Truy Sơn tỉnh Cần Thơ, Hậu Giang sởng, tỉnh Hậu Giang. Su Trang Sưởng Tỉnh Sóc Trăng, Su Trang Sưởng Tỉnh Sóc Trăng. Bây giờ chúng ta sẽ đọc lại một lần nữa nhé. Su Trang Sưởng Tỉnh Sóc Trăng. Ở đây nếu mà bạn nào mà cảm thấy còn thiếu sót á, thì các bạn sẽ comment phía dưới để chúng ta sẽ tìm và phiên dịch những cái từ nó thích hợp cho các cái tỉnh của mình nha. Hậu Giang Sưởng Tỉnh Hậu Giang chín truy sơn tỉnh cần thơ chá rúng sơn tỉnh trà vinh pin trư sơn tỉnh bến tre dùng lũng sơn tỉnh vĩnh long chan chiang sơn tỉnh kiên giang An Giang Sơn tỉnh An Giang, Chán Giang Sơn tỉnh Tiền Giang, Thống Thả Sơn tỉnh Đồng Tháp, Lũng An Sơn tỉnh Long An ba Tị thủ tuân sơn tỉnh bà rịa vũng tàu phiến Dương, sơn tỉnh bình dương xi ninh sơn tỉnh tây ninh thùng nai sơn tỉnh đồng nai Bình xuân sơn tỉnh bình thuận Pín phú sơn tỉnh bình phước lín thúng sơn tỉnh lâm đồng ninh xuân sơn tỉnh ninh thuận Chinh Hứa Sơn tỉnh Khánh Hòa, Tứa, núng sừng tỉnh đắk nông tua lơ sừng tỉnh đắk lắc à ở lâm đồng thì có thành phố đà lạt các bạn nhé thành phố đà lạt đọc là gì ta lơ sự thành phố đà lạt à, ở tỉnh lâm đồng thì nó có hai thủ phủ các bạn một là thủ phủ tây nguyên à, thì về chuyên về gì đấy các bạn nhỉ có hai thủ phủ đó là gì công nghiệp và du lịch nhé các bạn nhé ừ. thành phố um, thành phố đà lạt á là thuộc về thành phố du lịch và thành phố bảo lộc á, là thành phố công nghiệp. tua lơ sưởng tỉnh đắk lắc phú an sưởng tỉnh phú yên gia lai sưởng tỉnh gia lai bình Tinh sưởng bình Bình tĩnh sẵn Cái chữ này các em sửa lại dùng cô nhé Bình tĩnh là bình định Pính tinh tĩnh sẵn là tỉnh bình định Bỏ chữ xình đi nhé Khuân sung sẵn tỉnh cung Tum Quảng y sẵn tỉnh Quảng Ngãi Quảng nán tỉnh Quảng Nam Xuân hoa sẵn tỉnh Thừa Thiên Huế Hú trừ miễn sư Thành phố Hồ Chí Minh Xem cảng sư Thành phố Đà Nẵng Quảng chư sơn tỉnh quảng trị quảng phiến sơn tỉnh quảng bình hỏa chiên sơn tỉnh hà tĩnh y an sơn tỉnh nghệ an chiên hóa sơn tỉnh thanh hóa nam tinh sơn có nghĩa là tỉnh bình định tỉnh nam định Ninh Bình Sơn tỉnh Ninh Bình, Thái Bình Sơn tỉnh Thái Bình, Hứa Nán Sơn tỉnh Hà Nam, Hứa Bình Sơn tỉnh Hòa Bình, Hứa A uh, Xin An Sơn tỉnh Hưng Yên, sinh An là Hưng An, là Hưng Yên, An đọc là Yên, Hải Dương Sơn tỉnh Hải Dương, Quảng Ninh Sơn tỉnh Quảng Ninh, Dùng Phú Sơn tỉnh Vĩnh Phúc, San Lua Sơn tỉnh Sơn La, Phú Sâu tỉnh Phú Thọ, Thái Nguyên tỉnh Thái Nguyên. An Pê tỉnh Yên Bái, Xuyên Quang tỉnh Tuyên Quang, Lai Châu tỉnh Quảng Châu, tỉnh Lai Châu, Lai Châu là Lai Châu. À, Lào Gia tỉnh Lào Cai. Hòa Giang tỉnh Hà Giang, Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng. Liang Sơn tỉnh Lạng Sơn, Bảy Can Sơn tỉnh Bắc Cạn, Hứa Si Sơn tỉnh Hà Tây, bắc Giang Sơn tỉnh Bắc Giang, Bảy ninh Sơn tỉnh Bắc Ninh, Hứa Phảng Sư thành phố Hải Phòng, à, Hứa này Sư thành phố Hà Nội. Vậy thì thủ đô Hà Nội, Hứa này Sầu Tu thủ đô Hà Nội. Trong khi đó thì chúng ta phải thuộc cái câu này đó chính là Nị trụ Trai Nào Cơ Ti phương bạn sống ở nơi nào Ủa chu trai hứa nị sư tôi sống ở hà nội hoặc là tôi sống ở hải phòng của chu trai hải phòng sư tôi sống ở hải phòng bảy niếng tôi sống ở tỉnh bắc ninh hoặc là 你住在哪? chu trai nã? bạn sống ở đâu hoặc nị chu trai ý dạng tờ giống nhau nhé các bạn nhé nào cơ phang là nơi nào ở Trai nào ở đâu Đều được hết Ví dụ bạn sống ở Hà Nội bao lâu rồi? Nì chú trai hở này tua chiều á? Được bao lâu rồi? Tôi sống ở Hà Nội được 3 tháng rồi. Ủa chú trai hú Chí Minh sư chú lỡ san cơ duệ. Tiếp tục. bạn biết thành phố Hồ Chí Minh không? Nì chứ tao Hồ Chí Minh sư mà? ủa chữ tạo tôi biết thành phố hồ chí minh okay. vậy thì thành phố hồ chí minh cách hà nội xa không hồ chí minh sư Lý hà nội sư gần Bù gần hoặc là Tùa đều được hết các bạn nhé là bao xa bao lâu nhé ừ. ví dụ như là ừ, 3.000 km đi hả? thì chúng ta phải nói là km là gì ở cung lý còn mét là là mỉ mét Cung lỉ là km đó, Các bạn nói về cái địa hình nhé ờ, Và cô chúc các bạn sẽ học tốt Trong cái uh, tên tiếng Trung mươi ba tỉnh thành Việt Nam Ở đây có 64 tỉnh thành mà ở đây cô thấy thiếu một cái ở Đó chính là tỉnh uh, Cà Mau Như vậy Cà Mau sẽ đọc là gì Các bạn sẽ cùng uh, phiên âm ở phía dưới Nếu như đúng như vậy thì cô sẽ trả lời với bạn vào comment phía dưới nha. tại vì đây là 64 tỉnh thành trong phải 63 đâu vì có cả cà mau nữa, đúng không đất mũi cà mau nữa. ok, rồi các bạn sẽ comment cà mau là gì ở phía dưới và cô sẽ trả lời cho các bạn nếu các bạn uh, thích theo dõi trang của uh, xem vào ngoại ngữ thì các bạn sẽ comment phía dưới cô sẽ giải thích cho các bạn nha. và xin thân ái chào tạm biệt.